Hello everybody, là Sầy Día. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Quốc Học. Thì hôm nay Học sẽ chia sẻ cho mọi người một bài tập, là bài tập phòng thủ trong nội dung đánh đơn, đúng không ạ? Học biết là có rất nhiều anh em phong trào thích đánh đơn và các bạn phòng thủ còn kém. Thì đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của Học, học tập Học thấy nó hiệu quả thì Học mang chia sẻ cho mọi người. Đây là bài tập phòng thủ, được chưa ạ? Thì bài tập này thì đầu tiên bây giờ sẽ thực hiện vừa nói cho mọi người hiểu hơn. Bài đầu tiên nó có sẽ có 3 cấp độ, như kiểu mì cay anh em nhé. Nó sẽ có 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên thì các bạn sẽ phục vụ, các bạn tập phòng thủ đúng không? Đầu tiên các bạn sẽ có người phục vụ, người ta đứng, người ta ném cầu xuống đúng không ạ? Đầu tiên này, các bạn đứng ở vị trí giữa sân này, tầm này đúng không? Được chưa? Nhớ thủ là hai chân nó phải rộng này. Nhớ chưa? Thấp trọng tâm này, rộng trùng gối, thấp trọng tâm này. Chứ các bạn chân đừng có thấp khép này, đừng có khép này nhá. Nhớ phải dậm chân ra, trùng gối xuống để chúng ta bao quát. Ví dụ chúng ta thủ nhá. Đầu bài tập đầu tiên, người phục vụ sẽ ném cầu sang hai bên, mỗi bên một quả, được chưa? Thủ trái như này, trái một quả này, được chưa? Này, phải một quả này, trái một quả này, phải một quả này. Đấy là bài tập đầu tiên, nhớ nhá. Các bạn dướn những người theo này, này một này, chưa? Này hai này, đấy, một này, hai này, đấy. Bài tập đầu tiên, level đầu tiên là mỗi bên một quả, được chưa? Bài tập thứ hai là các bạn sẽ, người phục vụ sẽ kết hợp bên trái một quả, bên phải một quả và kết hợp thêm hai góc ở trên lưới nữa, là như kiểu cắt quả cắt của cắt đó, mình sẽ cắt nhỏ lại bên trên thì các bạn sẽ di chuyển lên, các bạn hất, ví dụ như này nhá, đây này, một quả này, được chưa? Hai quả này di chuyển lên này, ớt này, được chưa? Ớt này, đấy, được chưa? Đến level thứ ba là các bạn sẽ, người phục vụ sẽ ném cầu xuống lung tung. Thì các bạn lúc này các bạn ở giữa các bạn phải phán đoán lung tung thì nó sẽ có quả trên này, có quả A, quả bên này, nó loạn xạ lên. Thì yêu cầu lúc này các bạn phải thật tập trung, thấp trọng tâm xuống, được chưa? Rộng chân ra, quan sát, được chưa? Thì bây giờ Học sẽ thực hiện mẫu cho mọi người xem. Bài tập đầu tiên thì các bạn sẽ tập phòng thủ mỗi bên một quả, bên phải một quả, bên trái một quả. Các bạn ở giữa phải thấp trọng tâm, hai chân rộng, nhớ nhá. Hai chân phải rộng, thấp trọng tâm xuống để quan sát, di chuyển ra thủ chặn hoặc thủ đẩy tùy các bạn, mỗi bên một quả. Mới đầu thì các bạn hay tập như vậy. Khi nào các bạn tập quen rồi thì các bạn sẽ tập nhanh hơn, tập tốc độ ép cầu xuống nhanh hơn. Bài tập thứ hai là bài các bạn sẽ thủ bên trái một quả, bên phải một quả và kết hợp thêm cả hai quả trên góc lưới nữa. Các bạn di chuyển, phán đoán, hai chân rộng, thấp trọng tâm, bao quát để quan sát làm sao thủ một cách linh hoạt nhất. Nhớ một điều là khi chúng ta phòng thủ, hai chân chúng ta phải rộng và thấp trọng tâm. Có rất nhiều người cứ đứng thẳng từng thì các bạn sẽ bị động và các bạn sẽ phòng thủ nó không được tốt. Nhớ là phải cúi người xuống, thấp trọng tâm xuống, rộng chân ra để bao quát. Bài thứ ba là chúng ta sẽ phòng thủ phán đoán cả sân, sẽ lung tung. Yêu cầu lúc này các bạn về giữa, các bạn phải linh hoạt chân, quan sát, bao quát cả sân, bao quát tất cả các góc để chúng ta làm sao chúng ta di chuyển lên, chúng ta đánh. Cường độ vận động mỗi một bài tập các bạn sẽ tập từ 3 đến 5 giây cầu. Mỗi một giây thì các bạn sẽ xếp 20 quả cầu rồi các bạn tập. Nên nhớ là khi tập của chúng ta cần phải có quãng nghỉ nữa nhá. Cứ sau mỗi một bài tập thì chúng ta có thể nghỉ giải lao trong vòng 30 đến 1 phút. Hello. Và vừa rồi thì Học đã thực hiện mẫu cho tất cả anh em cái bài tập phòng thủ trong nội dung đánh đơn. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì hãy đừng tiếc một cái đăng ký, được chưa? Đăng ký, chia sẻ để cho lan tỏa video này cho thật nhiều người biết. Học biết là đây là những cái kinh nghiệm của Học thôi. Đó, nó có thể là đúng mà cũng có thể là sai, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của Học, cá nhân của Học. Học và thực hiện, Học thấy nó hiệu quả thì Học mang ra chia sẻ cho mọi người. Nhớ nhá, Học chia sẻ cho mọi người thấy hay thì mọi người học, mọi người thấy không hay thì mọi người không học, được chưa? Hãy ủng hộ Học bằng một cái đăng ký cũng như một cái chia sẻ. Ok.